Chưa bỏ phân bỏ thuốc gì hết nha. Đây là cây sầu riêng. Mua của ai đây? Mua của anh Hùng á. Mới trồng đã có trái. Mua của anh Hùng á, mới trồng nên quá. Nên nè có trái rồi đó. Gỡ gỡ bớt chùm. Để coi như nó ra. Hay mà thiếu thuốc hay còn. Bật hết đi. Để trái nó có đâu có nuôi được mà lại trái. À lại hết đi. Lại hết bỏ đi. Chứ tạo quá cho lại hết bỏ đi chứ không để là không được. Để nó chết luôn cây á. Cây này cái cây kia cũng thành công mà cây kia chưa hết. Á. À, còn có cái chiều trước ấy bậy bạ nhiều quá. Bậy bạ nhiều quá hả? Bữa nào con qua ghép lại cho. Bữa nào con ghép nữa là lại ta chỉ là nhà 1 triệu. 1 triệu nó về bữa nào gì nữa cho con có mấy cây. Con có mấy cây con ghép cho con.